Nga ngày 24 tháng 12 tuyên bố đã bắn hạ 4 máy bay chiến đấu và nhiều máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời phá hủy vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố đã phá hủy kho đạn dược và tấn công các điểm tập trung của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng của nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở Kupiansk, Kharkov, Zaporizhia và Kherson, phá hủy các kho đạn dược cũng như nhiều loại vũ khí Ukraine do phương Tây cung cấp như pháo M109 và M777 do Mỹ sản xuất, bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không, máy bay, thiết bị hỗ trợ dẫn đường và đạn dược. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng bắn hạ 4 máy bay chiến đấu, 49 máy bay không người lái của Ukraine, đánh chặn một số tên lửa chống radar, rocket và tên lửa chống hạm. Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có 48 cuộc giao tranh xảy ra trong 24 giờ qua. Bộ này tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào 12 địa điểm tập kết binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự của lực lượng Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng tấn công kho đạn dược và cơ sở phòng không của Nga. Lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga, trong khi lực lượng tên lửa và pháo binh đã phá hủy hai khẩu pháo và một sở chỉ huy của Nga.